Hello, chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít, đẹp dai. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của tựa game Jack Smith lần thứ 2. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho Vũ Lít đẹp dai. Ok, thì có khá là nhiều bạn hỏi mình là ủa, cái series này anh chơi rồi. Ừ, thì đúng rồi, anh chơi rồi. Nhưng bây giờ anh chơi lại. Nếu mọi người thấy thích thì nhớ bỏ lại một like ủng hộ cho mình nha. Rồi, vào game, phần tiếp theo. Hình như hôm nay ngày 30 hay sao đấy các bạn ạ. Tháng đầu tiên, ui, con bot mới, con bot Timberland các bạn ạ. Justin Timberland. Ơ, vậy là hôm nay là ngày 30 thật này. Chúng ta đã tiến vào cái khu rừng các bạn ạ. Khu rừng gọi là khu rừng gì nhỉ? Các bạn để ý không? Phía sau cái cửa sổ nó là khu rừng rồi này. À, khu rừng trên đây nó có mấy con bot lá. Ủa, đa phần là mấy con thường rồi các bạn. Mọi người kêu, người thì kêu là đầu lâu với ánh sáng là thường. Cho nên là mình cũng chả biết nữa các bạn ạ. Rồi hôm nay là chắc là toàn đinh ba quá. Đinh ba mà hệ nước cả. Hai con này đều không phải là hệ ngon nhé các bạn. Không phải là hệ khắc chế. Thôi chắc là mình sẽ làm một cây đinh ba đi. Mà là cây đinh ba vàng thôi. Trước tiên thì mình sẽ đi ra shop để mình mua một ít vật phẩm thêm các bạn ạ. Đó, mua mấy cái vật phẩm thêm này để có gì còn sử dụng nữa. Vì thế có khá là nhiều bạn kêu là mua mấy vật phẩm để sử dụng đi. Cái chùy này, ôi trời ơi, sao toàn mấy cái hệ không khắc thế này. Toàn rồi. Hôm bữa các bạn bảo mình ấy là cái hệ này nó là khắc hệ, nhưng mà vẫn không phải, mà bạn ấy cãi quá các bạn ơi. Hôm bữa là hướng dẫn của cái game này ấy là hệ nào thì khắc hệ đấy, chứ không phải là hệ nước hay hệ lửa đâu các bạn. Ví dụ như mà quái hệ lửa đấy thì các bạn phải chế tạo vũ khí hệ lửa để các bạn khắc chế nó nha. Chứ không phải là các bạn chế tạo hệ nước đấy. Chắc là làm cái choáng đi, không có con hệ choáng này. Làm mấy cái vàng đi các bạn. Bây giờ mình cứ dập từng cái một đi. Mấy cái này thì nó nhanh ấy, cho nên là tranh thủ làm cái nào trước thì làm. Đó. Sau mấy con khác order sau thì mình sẽ nhận hàng sau vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ đập cái giáo rồi nhá. Cái giáo này mình vẫn chưa biết cách để đập. Đó. Đập này không biết chuẩn chưa các bạn. Tiếp theo là một order một cái khiên nữa này. Trời ơi, sao hôm nay toàn mấy cái đồ mà nó không có khắc chế mấy các bạn ơi. Nên là cũng chưa biết đường nào mà lần. Mình nghĩ là mình sẽ vào trong shop để mình mua mấy cái đồ hệ sấm sét cũng như hệ lá đấy các bạn. Hệ lá này này. Đó, mình còn dư khá là nhiều ấy. Hệ lá này này. Đó. Với cả là mấy cái hệ sấm sét thôi các bạn. Có hệ sấm sét với hệ lá thì mình sẽ mua bù vào cũng được. Ồ, có hệ gì không? Từ từ nhé các bạn, để mình check xem có hệ lá hay sấm sét thì mình sẽ mua. Lá này là lá may mắn không phải? Rồi đã. Ra check mấy cái này đã. Ra check liên tục nhá, không tí nữa thì lại vỡ alo đó. Không có, có hệ máu nữa các bạn. Mũ dạo đấy có hệ lá này. Cái này cáp nhỉ? Cáp này là cái tay cầm à? Còn 268. Thôi mình nghĩ như vậy là đủ rồi đấy. Trong lúc chờ đợi thì đi ra đẩy cái này nốt. Cố lên, cố lên, cố lên. Ok, kéo xuống dưới cái. Không biết là có tất cả là bao nhiêu ngày nhỉ mọi người nhỉ? Bạn nào đã từng chơi game này thì có thể chỉ biết là có tất cả bao nhiêu ngày không? Rồi bắt đầu làm mấy cái này đi. Mình thấy nó bắt đầu nó đầy đấy. Hệ lạ, à đây, hệ lá may mắn à. Perfect. Hay quá Vũ ơi. Ui dồi, mới nói hay xong, mới khen hay xong. Awesome. Ui dồi ôi. Tính ra anh Vũ tự khen anh Vũ hay xong á. Ok. Hơi lệch các bạn ạ. Không sao. Vẫn cười, chú bò vẫn cười các bạn ạ. Humming. Ui chết rồi, mày thế. Vừa kịp kéo. Bây giờ mình cứ order xong mình làm phôi cho mấy cái này hết đã. Đó. Ủa một cái thương nữa. Ok, thôi làm cái thương này đi. Đó, thương gold nữa. Không biết là hôm nay chơi toàn đồ gold này, đồ vàng này, không biết là thắng nổi không ấy. Nhưng mà kệ các bạn ơi. Hy vọng là vẫn có thể thắng được nha. Chứ cảm giác hôm nay hơi lủng các bạn ạ. Không biết là ai có cảm giác hôm nay lủng không. Tớ là tôi thấy hôm nay hơi lủng rồi đấy. Đây. Đập nhiều quá quen rồi, khỏi cần phải nhìn các bạn ơi. Vào là vào việc, vào là vào việc thôi. Đó. Nhưng mà mình nghĩ là cái này đập khó được 100% lắm. Không biết là có ai đập cái này được 100% không. Mình nhớ là ngày xưa nhưng mình chơi được đập 100% ấy.
bây giờ thì nó hơi khó. Mà còn phải được bơ phạch với nhau, hôm nay chơi là phải thật bơ phạch. Mới nói xong. Ôi, phải bơ phạch liên tục ấy. Bao nhiêu? 195, 94 à? Khó thế. Hình như là mình còn thiếu một cái khiên nữa thì phải. À, một cái thương chứ. Ok. Nhưng mà cứ làm từ từ đấy các bạn ạ. Hôm đó các bạn bảo mình ấy, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải cái dây. Dừng chân ghé bước lại đây, xem anh Vũ Lít chơi hay chưa nè. Đấy, cho nên là hôm nay, ui sấm sét luôn à. Cho nên hôm nay mình phải chơi nó từ từ, mà phải chơi nó hay nhá mọi người. Từ từ chơi hay rồi mọi người mới coi. Chứ chơi dở quá đâu có ai coi đâu. Đây là mình cầm được có một cái con nào đó, nó sinh tồn tới cuối. Đấy này, nhìn có chuẩn thế nhỉ, mình nhìn nó có bị lệch đâu nhỉ. Đó, perfect con này. Chiếc hy vọng chiếc khiên perfect để có thể kéo mình tới cuối cùng của trận đấu. 100, 100, 100 luôn. Bá đạo luôn. Cái này cái kim cương này. Nghĩ là mấy cái đồ kim cương cũng cần thiết đấy. Ít máu đi. Chiếc khiên màu đỏ. Khiên của Captain đấy nha mọi người. Có ngôi sao đó là thành khiên Captain rồi. Chính xác. Đó. Ngôi sao, khiên Captain đấy các bạn. Biết sao. Phải không? Khiên này là cờ Việt Nam chứ. Cừu Việt Nam. Đẳng cấp. Rồi từ từ đã. Mình chờ dập dập cái này mình cho ra đi. Con đây chính xác là con cừu Việt Nam đấy các bạn. Xịn so con bò. Rồi. Ui cái này dễ đập. Ok, không biết là có được 100% hay không nhá. Nhưng mà mình vừa làm cái kia trước. Ui đều rồi. Cây tre Việt Nam 100%, cố gắng 100% các bạn ơi. Có cái này nè. Ui ôi. Ok. Con này, cái này cái kim cương ấy, cho nên là mình phải cố gắng có gì ngon nhất thì mình sẽ cho nó các bạn ạ. Để nó có thể sinh tồn tới cuối. Awesome này. Vậy choáng này. Cái cây giáo này sẽ khắc chế tất cả mọi thứ nhá mọi người. Bởi vì là ở cái cây này thì đang có cho mình tất cả mọi thứ khắc chế. Ủa, cái giáo nhìn xịn luôn đấy chứ. Đùa đâu. 100, 194. Cuối thì hơi tệ một chút xíu nhưng mà chắc là không sao. Bôi cao thì lúc nào cũng sẽ khỏi thôi. Bôi tỏi lúc nào cũng lành. Bôi hành khi nào cũng đỡ. Bôi mỡ thì sẽ liền. Và tất nhiên rồi, bôi tiền thì sẽ hết các bạn ạ. Rồi, cái này mình sẽ làm hoàn toàn là thường nhé các bạn. Ồ, awesome à. Awesome rồi, của đây nhìn perfect thế nhỉ. Ui, ok. Awesome. Và good. Trời ơi, nhìn nó xấu. Cổ đeo cái gì đấy. Bây giờ mới để ý cổ này đeo cục vàng này các bạn. Trời ơi, nhà giàu vẫn phải đi lính à trời. Tội nghiệp quá vậy. Nhưng mà để phục vụ cho quốc gia thì tất cả mọi thứ đều rất là ok mà đúng không. Rồi. Chiến chiến. Mình còn hai cái slot. Ui, con ong các bạn. Ôi con ong, ôi con ong, ôi con ong. Ủa, sao bọn quái ở đây cảm giác nó trâu quá các bạn. Bởi vì mình không khắc chế nó đấy. Cho nên là chúng nó rất là trâu. Để đánh xong cái mình sẽ hồi máu. Đó. Đánh mình xong mình sẽ hồi máu các bạn ạ. Khá là ngon này. Có chiêu để xài thì cứ xài trước cái này. Đã quá. Nhặt đồ nhá, đấy đồ nó văng ra là phải chịu khó nhặt đấy các bạn. Dù là nhìn nó cũng hơi khó nhìn đấy. Nhưng mà mình thấy đồ nó văng ra là mình cũng phải chịu khó lượm nhặt ve chai. Anh Vũ ve chai các bạn ơi. Người ta gọi là anh Vũ ve chai quả là không sai. Khi mà nhiệm vụ của anh sẽ là đi lượm ve chai. Thực ra cái này thua thì nó vẫn là ngày tiếp theo đó các bạn. Nhưng mà mình muốn thắng. Thắng thì mới có dương. Mà có dương thì mới có đồ ngon. Đó. Quan điểm dễ dàng, dễ hiểu, dễ nghe. Ok, nhặt. Sấm sét. Gặp CR7 anh em. Ây à, CR7 vụt một cái đau quá. Đúng là GOAT. What CR7 các bạn ơi. Tấn công. May quá vẫn chưa có anh nào về thành dưỡng sức. Nhưng mà chuẩn bị về thành dưỡng sức một hai anh rồi đấy. Không biết là hôm nay có thắng nổi hay không. May quá kiên kim cương các bạn ạ. Kim cương giải quyết cực kỳ là nhiều vấn đề luôn. Sợ vẫn thua các bạn ạ. Sợ vẫn thua quá, hôm nay sợ thua quá các bạn ơi. Gặp ngay chút rơi điện. Ui đấy. Quật phát là một anh đã về thành dưỡng sức. Được rồi. 4-1 thì không chuột cũng què. 5-1 chứ. 5-1 chẳng lẽ lại thua. Hồi máu cho các em. Đúng rồi.
Ngon ngon, tấn công. Attack. Attack on Titan. Ok, ui vẫn thắng các bạn ạ. Tính ra là cũng được. Ui, như mình vừa bỏ lỡ rồi hay sao á. Đã nha, đã nha. Ủa là sao? À đánh bại ba con à, chế tạo ba cái đồ với lại cái pai à, ba đồ khác nhau với cái thương. 255 ngọc lục bảo này, 7 đồng dớm này, à 7 cái này là đồng xịn đúng không? Sắt dớm 46 sắt xịn 13 đồng, 20 crystal. Hay dạ, mình nghĩ là chỉ cần làm một cái đồ crystal thôi là đủ để có thể chiến đấu cho tận về sau luôn đấy. Nhưng mà thôi, tạm thời thế này cũng được rồi. Và mình sẽ tạm dừng clip ở đây nhá. Mình chả biết là có tất cả bao nhiêu ngày đâu. Nhưng mà nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt. Và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.